sau khi thấy con ngủ rồi á thì vừa trông còn đi ra ngoài. Nhưng em cũng biết chuyện gì xảy ra cả. Sau khi nhà em chín trời về là nhà em đi ngủ luôn. Sáng mai em ngủ dậy thì thấy ba giúp việc dậy kiểu là bình thường, ba không có những cái biểu hiện là như thế đâu. Ba nói là tối qua con nôn, cháu nôn con có biết không, nói là không biết. Rồi ba thấp thỏm ba muốn nói cho con gái cho ba thương hẳn lắm. Thì thực tế là em cũng trong quá trình ba làm việc em cũng đã nghi ngờ là ba không thật thà và không thương cháu, nên là em đã đến trường em đã xem lại camera đoàn lúc tối á. Thì em thấy cái cảnh tượng nó xảy ra như thế, em phải ngồi 15 phút bình tĩnh em mới về. Em gọi chồng em dậy thì để dậy nói chuyện với ba nó. Nói chuyện với ba thì ba vẫn chối là không, nhưng mà sau xem camera và mọi người đếm á thì sau đó ba mới nhận. Sĩ rồi thuốc men nó cũng còn nhiều khó khăn. Từ lúc hoạt động tới bây giờ thì các y bác sĩ trẻ từ các cái bệnh viện ở chủ yếu thành phố Cao Lãnh, ai mà học nghề y thì cái điều mà quan tâm nhất của họ, mong muốn nhất của họ là được khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với những cái người nghèo khó khăn. Tuy vậy mà mình được cái vị mà phó chủ tịch mà làm bác sĩ mà khám vậy là cũng hân hạnh lắm. Cái ông cũng vô thì cũng vui vẻ, thì ông cũng coi mà sóc đồ anh em khám, rồi thấy rồi ông cũng có, ông ngồi ghế ông cũng khám, có khi có người trúng ổng và có người trúng bác sĩ khác. Riêng tôi thì ổng thấy tôi được 2 lần. Vậy khi mà tôi về hưu rồi, bữa nay được 6 năm, trước đó là mình cũng đóng tiền hàng tháng tiếp cho mấy anh chị em để mà góp sức vô đây. Thì khi về hưu rồi thì giúp tay vào trực tiếp để mà quản lý giờ có phòng khám, từ khâu nhập thuốc, điều động các bộ các anh chị tham gia đầy đủ để hoàn thành một cái kiếp trực. Chúng tôi cảm thấy như là cái cực khổ của mình thì cũng ấm lòng là tất cả các bà con đều được điều trị.